nóng, đã bắt và khởi tố người đầu tiên trong đường dây ăn chặn tiền từ thiện. Lãnh đạo công an tỉnh Nam Định xác nhận cơ quan cảnh sát điều tra vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can Cao Thị Hoài, người lên mạng xã hội Facebook kêu gọi từ thiện xây mộ cho trẻ xấu số nhưng lại ăn chặn tiền của nhà hào tâm. Theo thông tin ngày 7 tháng 10, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Nam Định đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Cao Thị Hoài, 23 tuổi, trú tại xóm 8, xã Giao Nhân, Huyện giao thủy về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định hoài chí là người đã lập ra Facebook ảo để kêu gọi từ thiện từ các nhà hảo tâm với nội dung để mua vật tư phục vụ việc mai táng cho trẻ sơ sinh số số, nhưng thực chất là để chiếm đoạt tiền ủng hộ. Công an tỉnh Nam Định xác định cao thị hoài thường xuyên vào các trang fanpage Facebook của những người đang làm thiện nguyện cho trẻ sơ sinh thương vong để lựa chọn hình ảnh thương tâm về những thai nhi số số. Sau đó sao chép về Facebook cá nhân có tên Trần Mai Thu Thảo sau đổi tên thành Mai Mai, đăng bài kêu gọi mọi người quyên góp tiền để mua đất, mua vật tư phục vụ việc mai táng cho những thai nhi xấu số, số. Để tạo niềm tin, Hoài thi thoảng đưa những hình ảnh đang xây dựng mộ phần cho các bé để mọi người nhầm tưởng đó là sự thật và để tăng mức độ chân thật, đánh lửa được lòng chắc ẩn của những nhà hảo tâm. Cao Thị Hoài nói dối bản thân đang làm việc tại phòng khám và điều trị tâm an đường, đặt slogan của Facebook mai mai là bảo vệ mạng sống cho các con. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, từ tháng 11 năm 2020 đến tháng 5 năm 2021, Facebook Mai Mai đã có hàng ngàn lượt xem, like và bình luận. Tài khoản ngân hàng của Cao Thị Hoài có tổng cộng 688 người từ nhiều tỉnh thành trên cả nước gửi tiền ủng hộ từ thiện với mức ủng hộ từ vài trăm nghìn đồng đến cả chục triệu đồng mỗi người. Qua kết quả điều tra ban đầu, công an tỉnh Nam Định xác định sau khi nhận được tiền từ thiện của các nhà hảo tâm, Hoài không chuyển cho bất cứ cá nhân Gia đình nào cần giúp đỡ hay tổ chức từ thiện nào mà sử dụng để chi tiêu cá nhân với tổng số tiền chiếm đoạt gần 270 triệu đồng? Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé!